Ok, hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục với game Shinobi Life 2 rồi nha. Đấy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiếm tiền một cách nhanh nhất luôn. Ok, cách cái tiền này để làm gì? Nào các bạn, nếu các bạn nào mới chơi thì các bạn sẽ không biết cái tiền này để làm gì. Nhưng mà đây này, khi các bạn mở khóa được mấy cái này ấy, thì nó sẽ cần tiền để unlock nha. Đấy, 120.000 này. Đấy, mấy cái lúc đầu nó cũng cần tiền nha. Đấy, có những cái nó rất là đắt luôn, mấy triệu tiền ý. Như kiểu mình có phi thú này. Đây này, hôm qua mình mới săn được con này xong unlock luôn 1 triệu tiền nhá. Thì mắc tiền game này là 20 triệu tiền. Đấy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nào để kiếm được tiền nhanh trong cái game này nha. Đấy, đầu tiên thì các bạn làm cái nhiệm vụ này. Đấy, làm các bạn thấy 13.000 9 tiền đúng không? 7.000 tiền, 6.000 2 tiền, 10.000 tiền. Đấy, đây là một cách nhà. Thì cách này nó cũng khá là lâu đấy, tại vì tiền của nó ít và lờ ra, rất là ít. Các bạn làm thì cũng không được nhiều đâu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách tiếp theo, là một cách rất là nhanh luôn, là các bạn đi làm nhiệm vụ này. Các bạn level càng cao thì tiền càng nhiều nhá. Bây giờ tiền mình 18 triệu 900 đúng không? Giờ mình sẽ thử đi làm một cái nhiệm vụ xem nào, tiền mình nó tăng lên bao nhiêu nhá. Đấy. Ok, mình làm nhiệm vụ phát boss phát nó lên 19 triệu ngay. Các bạn thấy gì không? Xịn chưa? Đấy là một cách kiếm tiền rất là nhanh nha. Các bạn có thể kiếm tiền bằng cách này rất là dễ dàng luôn. Ok. Và đó là hai cách để các bạn có thể kiếm được tiền nhanh nhất nha. Trong game thì bây giờ không còn cách nào khác đâu, các bạn chỉ có thể dùng hai cách này thôi. Ok, và nếu các bạn thích video này của mình, đừng quên để lại cho mình một like, một share và subscribe nha. Bye bye.